Chào các bạn nhé. Đây chính là cây hu đay. Hu đay các bạn nhé. Hu đay còn có tên gọi khác là cây hu lá nhỏ ấy. Thì các bạn lưu ý là cây hu nó có hai loại hu nhé. Một loại là lá to, một loại là lá nhỏ. Mà loại mà mình giới thiệu đây là cây hu lá nhỏ hay còn gọi là hu đay các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy hai loại để so sánh. Mình sẽ lấy cả hai cây đặt cạnh nhau luôn để các bạn nhận dạng ra mà dễ tìm kiếm nhé. Đây, mình lấy ra đây quay cho nó rõ ràng hơn. Hai cây này thì khi đặt cạnh nhau nó cũng có những khác biệt nhất định. Tuy nhiên thì hai cây đều là cùng họ với nhau và cùng mang tên là cây hu, có những đặc điểm khá là giống nhau. Nhưng các bạn nhớ đây là cây hu đay. Đặc điểm của nó là giống y như cây rau đay của mình ấy. Nhưng nó lại là cây gỗ trên rừng, một loại cây gỗ nhỏ. Thân cây của nó có thể cao tầm 2-3 mét, đôi khi có những cây cao đến 4-5 mét. Và to bằng cổ tay, hoặc là có những cây to bằng bắp tay. Còn cây hu này là một loại cây thân gỗ lớn, có những cây nó to như cột nhà. Và bình thường ấy thì các bạn sẽ gặp những cây nó to đường kính tầm 10 cm, từ 5 đến 10 cm xuất hiện rất là nhiều. Và cao tầm từ 4 đến 7 mét xuất hiện rất là nhiều. Đây, quả của nó đây. Hai loại này đều có quả khá là giống nhau. Đây, quả đều rất là giống nhau nhé. Đây này. Đây, quả của cây hu này. Cây hu đay này. Khi chín thì có màu đỏ. Đây, quả khá là nhỏ. Cành của nó cũng nổi lên các cái nốt li ti. Đấy, các bạn có thể thấy các cái nốt chấm màu hơi trắng trắng nhỏ li ti ở phần cành của nó. À, còn cái cây hu này thì không có những vết trắng đâu và nhiều lông hơn, lá nó to và nhiều lông hơn. Còn cái này thì lá nó nhẵn thôi. Đây, xem phần ngọn non nó này. Đấy. Phần ngọn non của nó thì có lông rất là ngắn, nhưng mà khi mà cành nó già đi một chút rồi thì nó sẽ không còn lông nữa. Đấy. Còn như cây này thì lông của nó nhiều và dài hơn. Cầm vào cũng cảm giác thấy ngay lông nó này. Con này cầm vào không thấy đâu. Đây chính là đặc điểm của cây hu. Thì những cây hu này ấy thì thường mọc ở ven đường đi. Ở các cái nương cũ mà người ta bỏ rồi ấy. Ven rừng đều thấy xuất hiện nó ở các đất đồi, nơi mà có độ ẩm vừa phải, ánh sáng cao hoặc là vừa phải, hoặc là ở các cái khu rừng có độ dốc cao mà nó mới bị sạt lở xong ấy, thì cây này nó sẽ mọc ở đấy. Cây hu đay này thì ban đầu nó phát triển rất mạnh, nhưng do nó là một loại cây gỗ nhỏ cho nên là thời gian sau khi các cây khác nó lớn lên thì nó chèn ép thì cây này nó sẽ bị chết đi. Nó thiếu ánh sáng. Còn bình thường thì nó là một cây gỗ có thể là sống nhiều năm và ra hoa ra quả hàng năm luôn. Cây hu này thì gỗ nó mềm thôi. Mọi người chỉ dùng làm củi thôi. Và cái vỏ của cây này nó cũng khá là dai đấy. Mình thử tước lấy một đoạn vỏ để các bạn xem nhé. Đây, đây là một cái cành của nó. Thì sẽ tước lấy cái vỏ này. Đấy, vỏ đây này, thấy chưa, mình tước một cái mà nó chạy dọc theo thân cây xuống mái dưới, vỏ rất là dai. Còn về bộ phận để sử dụng làm thuốc chính là vỏ của cây hu đay, rễ và lá. Cây hu đay có những tính vị như sau: rễ và lá cây hu có tác dụng là thanh lương, chỉ thống, chỉ huyết. Cây hu đay thì thường được dùng để chữa các vết thương. Vì trong cây hu đay có tannin có tác dụng làm săn xe, giảm đau và chống nhiễm khuẩn.
Việc điều trị bằng cây hũ đay, vết thương khô, chóng xe, không rỉ dịch, thuốc lại tạo được màng bảo vệ, làm cho vết thương khỏi nhiễm khuẩn, sạch và chóng lành. Người ta dùng dưới dạng cao, cách làm như sau. Chọn cây to, bóc lấy 10 kg vỏ tươi, cạo sạch lớp bẩn, chặt nhỏ, cho vào nồi đổ nước cho ngập dược liệu, đun sôi từ 5 cho đến 6 giờ. Chú ý, luôn để mức nước xâm xấp dược liệu, chắt lấy nước đầu, tiếp tục thêm nước, đun trong 3 giờ, chắt lấy nước thứ hai, trộn nước cả hai lần lại, cô đến khi dung dịch sánh đặc, thành cao là được. Khi dùng thì lấy cao bôi một lớp mỏng lên vết thương, sau 5 đến 10 phút, cao khô thành màng, không cần băng, ngày làm một lần. Điều trị bằng cao hũ đay thì vết thương khô, chóng xe, không rỉ dịch, thuốc lại tạo được màng bảo vệ, làm cho vết thương khỏi nhiễm khuẩn, sạch và chóng lành. Còn ở Trung Quốc thì rễ và lá được dùng để chữa vết thương, đòn ngã, chảy máu. Ở Campuchia thì người ta dùng lá non của cây hũ đay để làm rau ăn. Đây chính là những tác dụng chữa bệnh của cây hũ đay. Nếu các bạn biết thêm điều gì về cây này thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.